Hi everyone, chào mọi người. Welcome to Night Life. Right now I'm at Penbrook Community Hall attending a Halloween party. Bây giờ mình đang ở Community Hall gọi là Penbrook để dự cái party của ngài ma quỷ. Also, the ticket to get in is only $5 per person. Cái vé vô cửa có 5 đồng người ha. Quite cheap, cũng rẻ. Also, I heard they sell food and drink as well, which is including beer, of course. Nghe nói cũng có bán đồ ăn này nọ, tuy nhiên gồm luôn bia ha. Now to look for a table to sit. Bây giờ phải kiếm bàn rồi để ngồi ha. Looks like not many people in yet. Thấy cũng chưa đông ha. Since only around 7 o'clock, mới có 7 giờ mấy mà. It's quite early still. People usually don't like to go to a party early anyway. Thường thường người ta cũng thích đi party gì sớm, ta đi trễ lắm. Like this is where we're gonna sit. Chắc mình ngồi ở bàn này quá ha. Everyone seems to enjoy themselves dancing, eh? Thấy mọi người cũng nhảy vui vẻ chứ. You know, actually, from the outside, it looks small, but it's quite spacey in here. Ở ngoài thì nhìn thấy nhỏ mà ở trong cũng rộng quá chứ ha. Looks like freestyle dancing, eh? You can dance in any way or any style you like. Điệu nhảy tự do ha. Muốn nhảy kiểu gì đó cứ nhảy. Cũng vui. It's quite interesting. Now let's enjoy this video. Bây giờ mời mọi người xem video ha. Now let's see what are these ladies going to perform. Giờ mình coi thử mấy cô này biểu diễn cái gì ha. My guess, probably Chinese traditional dance. Theo mình đoán chắc họ múa kiểu phong tục người Tàu ha. Thank you.
As you can see, there are more people now. Not just that, but there's a lot of them dressed in Halloween costumes. Không những mà nhiều người hàng xóm mà thấy cũng nhiều người ăn mặc quần áo Halloween chứ ha. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gõ cửa trái tim. Alo. Alo. Audio Jump.
That's about it, everyone, to my 2019 Halloween party. I hope you like this video. If you do, don't forget to share and subscribe to my channel. Video của mình tới đây chấm dứt. Hy vọng mọi người xem và thích ha. Nếu thích thì đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh mình. I hope everyone had a happy Halloween. Hy vọng mọi người được có một ngày Halloween vui vẻ ha. I'll see you all in next video. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp ha. Alright, thanks for watching. Cảm ơn mọi người đã xem video mình. Bye bye for now.